Hello anh em, hôm nay là ngày 25 tháng 8 các bác nhé. Hôm nay em tiến hành thay cái chậu mít iPhone các bạn. Các bác nhìn cái tốc độ mở lá ngọn của nó đi phê không các bác. Đây là mít iPhone các bác nhé. Mít iPhone rất là đẹp. Em mới mua chậu này đấy, về các bác này. Các bác nhìn người ta trồng này đấy, dễ dễ đi rất là tốt các bác nhé. Nhưng mà em thấy cái chậu này nó không hợp lý cho cái cây mít iPhone này các bác nhé. Bởi vì là trên này này, cái chậu này thực ra là giá thể họ làm cũng khá là sạch các bạn, khá là ổn. Nhưng mà vấn đề là bây giờ mà dựng cái thân này lên này các bạn này, dựng cái thân này lên thì cái này nó không có chỗ bám. Mà em muốn chơi cái chậu mít này nó là to, muốn làm chậu mít iPhone này, chậu mít chấn vườn các bác ạ. Nên là hôm nay quyết định đi mua cái chậu này về. Mua cái chậu này là phi 40 các bạn, phi 40 để mình ghép vào đây. Để mình ghép vào đây các bạn. Đấy, ghép vào đây các bạn nhá. Đây là chậu này thì trước tiên nó có hai ngọn thôi. Hai ngọn nhưng mà các bác có thể thấy là mình chơi lâu dài đúng không? Thì sang năm mình cũng không tính để làm kinh tế về cây mít iPhone này. Thì sang năm nó sẽ rơi vào, chậu này sẽ rơi vào 4 mầm. 4 mầm thì rất là khủng khiếp. Còn nếu như ta mà thay chậu bây giờ ấy thì sẽ rất là ok. Bởi vì bây giờ nó đang mùa phát triển của cây các bác nhé. Rễ đi rất là mạnh. Gần như là khi mà mình sang chậu cái này thì nó cũng không ảnh hưởng rễ quá nhiều đâu. Thì mình sang đây, mình sang đây thì nó sẽ đẹp hơn, thẩm mỹ hơn. Và sau này mình làm những chậu chấm vườn sẽ đẹp hơn. Và mình cũng cảm thấy yên tâm hơn khi cây về nhà mình được tự tay chăm sóc các bác nhé. Các bác nhìn mít iPhone này, đẹp không các bác? Rất là đẹp. Thì thường thường cây lan nó là cây thân thòng các bạn. Cây lan là cây thân thòng nên là anh em để như này thì nó sẽ hạn chế bị bệnh hoặc là sâu hoặc là đọng nước ở đây. Nhưng mà em thấy dựng lên thì nó vẫn đẹp hơn. Vì là mình là người chơi cây cảnh nên là em thấy làm như thế nào đẹp thì em sẽ làm. Mẹ, cái thứ ba là nếu mà mình cứ để như này này, các bác nhìn cái củ này, nó rất là lỏng lẻo quá nhá. Cái củ nó có hiện tượng là không bám chặt cho lắm. Nên là quyết định thay sang chậu này các bác nhá. Thì cái phương thức thay thì hôm trước em đã nói trên video rồi. Giờ sẽ dùng cái máy cắt cắt đây. Cắt cái đít đi. Cắt cái đít đi và đặt vào đây. Đặt vào đây xong đập cái chậu ra, lấy từng mảnh ra, xong mình chèn giá thể ra. Mình đập đâu mình chèn giá thể vào đấy thì sau này nó sẽ đẹp hơn các bác nhá. Trước tiên là cũng phải hy sinh cái chậu này. Hy sinh cái chậu này vì sự nghiệp. Vì sự nghiệp các bạn. Đấy. Mình cứ làm bình tĩnh từ từ thôi. Những cái chậu như này thì rất là ok. Xong bên ngoài, ở trong này vỏ thông, bên ngoài em sẽ chèn sơ dừa. Bởi vì bây giờ tất cả những giá thể anh em trồng đều sơ dừa hết. Đấy các bạn. Thế hôm nay vừa đầu tư cái chậu này. Vì này nhà em không có chậu to này. Nhà em toàn chậu 2 năm thôi. Chậu 2 năm thì rất là nhiều các bạn. Đấy. Cái mít iPhone này các bạn nhìn thân này. Chưa thắt ngọn mà thân to gần như ngón tay cái rồi các bạn nhé. Rất là đẹp. Sang năm thì sẽ có kỳ chia sẻ cho một số anh em mà thích dòng thân thủ mít iPhone các bác nhé. Giá rất là hợp lý thôi. Sang năm lấy ra rất là hợp lý. Lá, bản lá rất là đẹp này các bác này. Tròn đẹp. Cây này khá là ok, khá là đẹp. Kỳ 52 các bác nhé. Cái kỳ 51 nó chỉ đến đây thôi. Đấy. Và kỳ 52 năm nay này đã lên được như này rồi. Phải nói là một dòng giống chơi rất là khỏe các bác nhé. Thì bây giờ không ấy nữa thì em sẽ tiến hành em cắt, em thay các bác nhé. Thì các bác chờ em tí. Còn bác nào mà muốn xem cái video thay giá thể ấy, thì ở dưới em có kéo xuống và có video thay giá thể nhá. Hoặc em sẽ chèn cái đường link hướng dẫn anh em thay giá thể vào đây. Không mất một cọng rễ luôn các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ tiến hành thay chậu này. Và lát nữa em sẽ thay xong, em dựng ngược nó lên thì em sẽ quay thành quả cho các bác xem nhá. Rồi, xin chào các bác, lúc nữa sẽ quay lại.
Hello anh em nhá. Vậy là sau một quãng thời gian khoảng tầm 4-50 phút đấy các bạn, em đã làm xong cái chậu này các bạn. Chậu này làm phải nói hơi vất vả một chút, hơi kỳ công. Đây các bạn có thể thấy là em đã làm rất là cẩn thận rồi các bạn. Đây, không ảnh hưởng bất cứ một cái rễ nào các bạn nhé. Nói chung là nó không ảnh hưởng thì không đúng, nhưng mà nó ảnh hưởng khoảng tầm đến khoảng tầm 10% trong toàn bộ cái cây này thôi. Thì em nghĩ là chỉ nó sẽ không ảnh hưởng gì các bạn, bởi vì cây này bộ rễ rất là khỏe các bạn nhé. Các bạn có thể thấy giờ nhìn chậu mít của em này, nó khá là gọn gàng rồi các bạn. Đấy. Các bác nhìn phê không? Nó thật sự chậu này quá đẹp luôn các bạn. Khi mà anh em mà có những cái tác phẩm mình xác định mình để lâu chơi lâu dài ấy, thì anh em lên làm như này các bác nhá. Đấy, các bác nhìn là khi mình độ xong, đây được gọi là khi mình cho xong này, các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn phê không? Một hai hôm nữa thì mình sẽ vặn những cái lá này này các bác này. Mình cố định nó cho nó xoay ngang như này, xoay ngang như này. Đấy, trong cái lá bên này xếp tầng lớp lớp với nhau như này thì nó sẽ ok hơn. Thì bằng một cái mẹo nhỏ các bác có thể kẹp bằng cái kẹp ở đây này. Kẹp một cái kẹp đây các bác nhá. Các bác kẹp một cái kẹp đây thì cái bản lá nó sẽ giữ như này. Đấy, đúng không các bác? Rất là đơn giản các bác nhá. Đấy. Rất đơn giản. Thì cái chậu này thì em khá là thích các bác nhá. Đúng là thân thủ chơi lúc nào cũng sướng các bạn. Và thì cũng nói thật sự với các bác cũng chỉ để làm kinh tế thôi. Một phần lớn, còn hoa thì không bàn cãi. Nhưng mà cái này thân lá ấy, được cái là anh em mình chơi quanh năm suốt tháng các bác nhá. Đấy, để mà một chậu mít như thế này thì cũng phải mất 2 năm trời các bác nhé, thì mới tạo ra được một cái kiệt tác như này. Phải nói là khá là ok, bởi vì là cái chậu này nếu như phải tay mình ấy, tay mình mà trồng mà chăm sóc từ nhỏ ấy, thì những cái như thế này mình đã uốn lượn theo cái cách mà mình sắp đặt từ trước các bác nhé, theo cách mình sắp đặt từ trước. Nhưng mà bây giờ thôi thì mình chơi lại cái thành quả của người khác, đúng không? Thì mình cũng về mình cải thiện đi được phần nào là tốt phần đấy thôi. Các bác có thể thấy cái bản lá rất là đẹp này. Đấy, bản lá mít rất là đẹp các bác nhé. Nên nét đã các bạn. Đấy, bản lá rất là đẹp các bác nhá. Cây này thì nếu như mà kỳ công hơn nữa ấy, mà ít nữa nó qua cái mùa phối nhũ này này các bạn này, thì mình sẽ dùng cái dung dịch mình lau cho lá nó bóng lộn lên các bạn, thì nhìn phê lắm các bạn, thì rất là phê luôn. Đấy, hôm nọ em tiếc đứt cả ruột các bạn, bị thối mất một tí đầu lá đây, thối mất một tí đầu lá đây, nhưng mà mình cũng đã xử lý và mình đã xử lý và nó cũng khá là ok rồi các bác nhá. Thì cái bài xử lý như nào thì em cũng đang có một cách xử lý mới, nếu mà ok thì em sẽ đưa lên cho các bác xem. Nhưng mà hiện tại em bôi trong vòng khoảng 3 tiếng đồng hồ là những cái lá nó bị như này các bác này, nó đã khô kiệt như này rồi. Đấy, nên là anh em chờ em video trong một vài ngày nhé các bác nhá. Anh em chú ý cái cây mít này các bác nhá. Các bác không cần phải chăm nó quá là nhiều ấy đâu nhá các bác nhá, nhiều đạm đâu nhá. Anh em chỉ bổ sung lân là nhiều ấy. Đây là những cái viên phân lân này em đã bón cho cây này các bác này. Đây, viên phân mà nó có hàm lượng lân cao các bác. Đấy, em đã bón cho cây nhá các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Thì nó cũng rất là ok luôn. Thì mình hôm nay mình xử lý được chậu này thì rất là quá là ok. Chỉ tiếc mỗi cái là mình bị mất đi một cái chậu, nhưng không sao cả. Mất đi một cái chậu nhưng em lại có một cái tác phẩm rất là đẹp các bác nhá. Đây, như hai cây mía luôn. Cái loại này mà cuối năm nó thất ngọn đi, sau đó nó phình thân thì em nói thật sự các bác chấm hết luôn. Hai thân này thì hiện tại nó được khoảng tầm 2 mét các bạn. Được khoảng tầm 2 mét, mỗi thân khoảng tầm 1 mét các bác nhá. Đấy, nhưng mà nhìn nó đẹp lắm các bạn. Ở ngoài này nhìn nó phê lắm các bạn. Đấy, thì mai ngày kia đây, quay tận cảnh cho các bác xem nhá. Vì là bây giờ trời nó tối rồi các bạn, nó không thể hiện được cái vẻ đẹp. Mai kia em sẽ, nhà em có một cái máy ảnh, mai kia em sẽ lấy máy ảnh em chụp cho các bác xem. Em đảm bảo với các bác cây mít này sẽ rất là đẹp. Mai kia mình sẽ để ở giữa vườn này. Mình sẽ để ở giữa vườn này các bạn này. Mình để ở giữa vườn, mình chấn vườn các bác nhá, để cho nó đẹp. Đây là chậu mít cũng khá là đẹp này các bạn này. Nhưng mà chậu này thì phải sang năm mới chơi được. Chậu này là kỳ năm 2 nhưng mà người ta chăm không đạt. Nó dòng mít nó không được đẹp bằng mít iPhone này. Thì các bác có thể thấy là đây này, em bằng cái cách khục khục dựng cái cây này lên nhá, thì em có dùng một cái cây sắt như này. Em có dùng một cây sắt này, em uốn từ đây lên, uốn sang bên cái vòng chậu bên này. Đấy, uốn từ đây sang cái vòng chậu bên này. Và em tiếp tục em lấy hai cái thanh sắt dài, em uốn em bọc vào đây, xong em buộc vào đây và em đi lên. Thì cái cây sắt này này, mục đích này, mục đích của cái cây sắt này này, để nó giữ cho cái cây này nó cứng này các bác này. Khả năng mai kia em sẽ làm thêm một cái nữa cho nó cứng cáp hơn. Thì cái video hôm nay làm lên đây góp vui cho các bác nhé, về cái phần thay chậu thay giá thể cho những cái cây mà mình thích các bạn. Đây là những cái cây mình chơi, mình cũng không quan ngại về vấn đề kinh tế các bạn. Đây, cái này mua về chơi được các bạn. Đã là anh em yêu lan thì mình lên có những một vài chậu mà mình cảm thấy mình thích thú các bác nhé. Ngoài vấn đề làm kinh tế ra thì những nhiều anh em vẫn đang tìm những cái chậu lan mà cảm thấy mình yêu thích, mình mười mình trăm mình trồng.
thì những cái chậu này đảm bảo sẽ rất là đẹp các bạn, rất là đẹp luôn, rất là mướt mát luôn. Đấy, để một có một chậu tác phẩm này chúng ta chỉ bỏ ra ít thôi. Đấy, vài triệu thôi các bạn. Cái chậu thì có một có 100 nghìn thôi, cái chậu như này có 100 nghìn thôi, nhưng quan trọng là cái cây này. Cây này mua nó hơi cao một xíu, có vài triệu thôi, nó cao nó chẳng cao so với Lanva đâu. Nhưng mà để mà chơi thì nó cũng chỉ vài triệu thôi các bạn. Đang có mầm gốc lên này, cái mầm này vẫn là nó bôi một tí thuốc lên nó lên này, các bạn này. Lại lên kỳ tiếp này. Rất là đẹp các bác nhá, mid iPhone. Bác nào mà thích sưu tầm mà dòng này thì ới em nhá, em vẫn còn hai kỳ đấy. Hai kỳ rất là đẹp từ chậu này luôn. Nói thật sự với các bác là thế. Đấy, anh em xem này. Thôi, video em khá là dài rồi, em xin phép và chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá. Em xin chào tất cả các bác ạ.